một mông. Nghe cô gái trả lời câu hỏi hách não càng nghe càng lú. Với câu hỏi là mỗi người có mấy cái mông, cô gái Hàn Quốc dễ thương có cách trả lời đầy hóm hỉnh, vừa trả lời vừa thực hành luôn. Nhưng mà nghe mãi vẫn không biết đáp án chính xác là gì. Cứ tưởng là dễ nhưng không hề dễ đâu nha. Chắc là chị nghĩ mọi người có một cái mông hay là hai cái mông? What? Chị nghĩ như thế nào? Mông là hai cái chứ. Một cái chứ, làm sao mà hai cái được? Mông là hai cái chứ. Không, thế mà... tại sao em nghĩ mông là một cái? Thì một cái thì chỉ có một cái thôi chứ. Ảo thật đấy. Không phải hai cái được. Hai cái chứ. Em có mỗi chân. Nó là hai bên. Em có mỗi chân. Hai bên, mỗi bên là một nửa thôi. Em có hai chân. Hai chân đúng không? Hai chân. Một chân, một chân. Mỗi chân có một mông. Một chân, một chân, một mông, một mông. Một mông, một mông. Nên mông là hai cái. Hai cái. Hiểu chưa? Một cái. Đúng không? Nhìn bả vỗ mông đơm đớp mà không nhìn được cười. Vừa trả lời lại còn vừa thực hành luôn. Đáng yêu quá. Một số bình luận hài hước. Chị có cần thiết phải vỗ bóp bóp thế không? Chị trả lời sai rồi nha. Một cái đằng sau và một cái đằng trước mới đúng. Vậy câu trả lời của bạn là một cái mông hay là hai cái mông? Hãy để lại bình luận phía dưới để cho mọi người cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại.